Ronaldo sắp đến đội bóng mới, rõ thời điểm ra mắt. Cristiano Ronaldo vừa rời Man United cách đây không lâu. Bằng cách chấm dứt hợp đồng, Ronaldo trở thành cầu thủ tự do. Thời điểm này, cựu tiền đạo Juventus được quyền đàm phán với bất kỳ đội bóng nào. Tháng trước, Marca đưa tin siêu sao người Bồ Đào Nha đồng ý với lời đề nghị từ đội bóng Al Nassr ở Ả Rập Xê Út trong 2 năm rưỡi, với mức lương 200 triệu euro mỗi năm, bao gồm lương và các khoản tiền quảng cáo. Khi hoàn thành hợp đồng tại Ả Rập Xê Út, Ronaldo sẽ nhận tổng cộng 500 triệu euro và nhiều khả năng Ronaldo sẽ sớm ra mắt câu lạc bộ mới. Cụ thể, Marca tiếp tục khẳng định Al Nassr sắp công bố thương vụ Ronaldo trước khi năm 2022 khép lại. Đáng chú ý, họ tổ chức các cuộc đàm phán với CR7 ngay sau khi cầu thủ này rời khỏi Old Trafford. Al Nassr hiện đứng đầu giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Đội vô địch đủ điều kiện tham dự AFC Champions League, tương đương với Champions League châu Âu. Trận đầu tiên của họ trong năm 2023 là gặp Antai vào ngày 5 tháng 1, và đó có thể là thời điểm Ronaldo đã trận ra mắt đội bóng. Nếu thương vụ thành công, Ronaldo sẽ trở thành đồng đội của cựu thủ thành Arsenal David Ospina,